nhiều bữa này nó già. Cô Cam với cô Cam bắt tuổi thế nào? Cô Cam với cô Hoàng là trẻ nhất. Ừ. Cô Hoàng nghề mà cô thì nói gì cũng Cam nghề cô Hoàng Hoàng tuổi ít nhất. Cam à? Hoàng Cam bằng tuổi liễu tuổi dần. Vậy thì nó già hơn liễu. Đây già hơn liễu liễu trẻ lắm. Còn thì chia cho bà Trinh, nhưng mà giờ bà Luân bà đòi 5 mét ao cái gì? Ừ. Luân là ý từ giờ chia cho bà 5 mét ao là bà đổi đằng sau cho. Không. Bà đòi vậy. Bà đòi vậy. Bà đòi vậy. Đòi ngày xưa chia để 5 chỗ đó. À. Đòi 5 mét. Thế đòi 5 mét là đường này. Bà Trinh có nghe không? Cũng nghe. Cũng chia rồi. À cũng chia à? Từ chị em chia với nhau à? Chia rồi nhưng mà để 5 xưa có làm xưa là. Mà không làm được. Bạn Luân cố. Ôi. Mình nâng quần nhỏ cáo mà này không khôn cáo ngày xưa cáo nhà ngày xưa là chia phần của Trinh đấy còn ao trước là Luân ao đằng sau giờ bà Trinh mua bánh Luân và khôn là do mặt đường ra trước có mặt đường rồi đằng sau nó có mặt đường vậy chiều nhá 1 giờ để dán lên đấy thì dán lên nhà thành ở đây có anh em làm được đi đấy lâu mới làm đợt lên đây đấy làm chị ạ. Mới bà thiệu là bà thiệu là sao cũng có chắc này rồi chị may ông lên nhà bà không cháu về đó đấy ông biết.